Ngồi vào kia. Ngồi vào đấy. Ngồi đấy, ngồi hết vào đấy để nhìn mặt. Ăn chơi không? Ăn, ngồi xuống. Con ngồi đây. Con ngồi đây. Rồi bây giờ có 5 bạn này nhá, 5 bạn này chưa đuổi nhau đúng không? Bây giờ bạn nào chơi nhanh nhất ở trong hội này? Thống nhất bạn này đuổi không? Một người đuổi thôi, tại vì hai người đuổi thì dễ bắt. À. Như thế dễ bắt ạ. Bạn này chạy nhanh nhất bạn đuổi, còn mấy bạn kia hai chọn, hai người bắt nên chặn đầu chặn đuôi bắt dễ. Thôi bây giờ trước bắt một người đuổi trước, nếu mà đuối quá thì sẽ tự chuyển hai người, được chưa? Mít đây, Mít đuổi nhá. Bắt đầu tất cả chạy đi, đến 3 là bắt đầu bắt. Không đê đâu, bắt sống luôn đấy. Đuối thì thôi, chịu thua. 1, 2, 3 bắt đầu đuổi. Ôi chạy nhanh lắm. Ui. Hả? À đây, ngồi đứng ngay chỗ kia. Nứt lúc rồi gì? Ok rồi bạn áo xanh đuổi siêu nhanh. Bắt được chưa? Kia kia nó đuổi. Bắt đây bắt kia. Ui bắt nhanh đấy. Ui sao bắt nhanh hết. Ui ui. À là anh bị bắt đây à? Ui nó bắt giỏi nhờ. Thế thì nó đuổi, nó bắt được hết được rồi. Còn mỗi thằng béo kia nữa rồi. Chết! Bắt sớm này chạy nhanh rồi đấy. Ui. Kia 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 kia. Chết! Bắt chết. Tóm tóc. Chết. Chết là bây giờ đến bạn này đi đuổi nhá. Hả? Thằng này chạy nhanh nó bắt được hết cả 4 đứa còn gì đâu. Ok bạn này, bây giờ bạn nữ duy nhất làm, còn các bạn nam chạy nhá. Mệt chưa? Đấy chạy đi, bây giờ bạn này đuổi nè. Bắt đầu. Chuẩn bị. Ồ chạy đâu ấy? Đằng này cơ mà. 1, 2. Thằng kia nó thôi, tha cho thằng đấy. Thằng đấy chơi chậm tha cho nó. Bắt cái thằng áo xanh ấy, thằng trên. Bắt thằng này này. Chạy đi. Ồ nó còn nhanh nhỉ. Ok, bắt cái áo xanh ấy, đi đuổi đi. Rồi thằng này cũng bắt. Đấy đuổi thằng này nhanh nhang nó chạy nhanh đuổi bắt đó. Bắn đi này chứ thằng này nó sao chạy thằng đấy. Thằng này chạy siêu nhanh này. Không chưa bấm nút đâu. Đâu ăn cho chậm đấy. Ăn là giờ thế mà giờ bắt được nó. Hả? Bắt đi. Có thằng này, bắt thằng này. Bắn nhanh lên, ăn đuổi nhanh thế rồi ngã rồi. Kìa. À đây, kìa nó kìa, cạnh kìa. Kìa. À, chết rồi. Bắn nốt rồi. Bây giờ còn thằng nào chưa đuổi? Còn chưa đuổi đúng không? Bây giờ còn đuổi nhá, tất cả bọn đã chạy. Xong rồi đến cái anh này đuổi nữa là hết. Đến 3 là bắt đầu đuổi nhá. Chạy đi. 1, 2, 3 bắt đầu con đuổi đi. Con sẽ đuổi đi. Đuổi sớm bắt sớm. Đúng rồi. Còn con gì nhanh nhẹn lắm. Đuổi bắt thằng áo xanh trước. Kìa. không? Có ai được hơn đấy. Mắc vậy chứ cái cô. Đấy. Bắt. Bắt được này chưa? Có. Ôi còn thằng nào nữa? Có một thằng béo ở chính. Chính toàn là mỗi mình thằng béo là giỏi nhất, đi bắt sau cùng. Quá đâu ơi, quá đâu, chạy đi, chạy béo chạy đi, béo ơi chạy đi. Đâu rồi, chạy mất rồi, quá đâu ơi. Thằng còn là khôn lắm, nó thông minh cực, nó biết cái chỗ này quá chạy, nó nửa hết mọi người ra đây chạy, nó bắt vừa phát xếp cũng được luôn. Hả? Thôi nghỉ giải lao uống nước, nghỉ ngơi uống nước đi. Đừng co uống cái màu kia. Ok, ngồi xuống ăn ngồi đấy, ngồi xuống. Ngon không? Uống cái nào không được? Nhiều quá. Sao có ơi, con đã vứt cái túi lên rồi. Có, để cầm túi đi để Hà Ninh nó cầm, cho nó mình chơi xong mình uống tiếp chứ mình uống hết được đâu nữa đâu. Hả? Tưởng như vậy đó. Thằng xanh này còn chạy chậm hơn thằng này luôn. Thằng này à, nó nửa mọi người vào nhà bóng nó bắt sống. Ừ. Chơi nữa không? Đi chạy trốn mệt lắm. Mệt quá. Chính á, thằng này chạy nhanh, thằng này chạy nhanh phết này. Nhưng mà tinh vi bị thằng này nó bắt sống. Này, có phải đi thi toàn được 1 điểm đúng không? Thế mấy nhỉ? Thế có lần nào được 0 điểm chưa? Chưa rồi á? Ui, kém thế. Thằng này không phải là người đi bắt đâu. Lúc ấy là ngày bắt mà. Để đâu, bây giờ ai cầm được? Bảo Hà Ninh cầm đi. Bảo Hà này.